Cá voi Bitcoin là gì và cách theo dõi cá voi Bitcoin là gì? Cá voi chịu trách nhiệm về những biến động giá đột ngột trong thị trường tiền điện tử và thị trường truyền thống. Với khả năng thao túng giá thị trường của họ, điều tối quan trọng đối với các nhà đầu tư Bitcoin nói chung là phải hiểu các sắc thái khiến một người trở thành cá voi và tác động tổng thể của họ đối với giao dịch. Địa chỉ ví chứa lượng lớn Bitcoin được xác định là cá voi Bitcoin. Bán phá giá hoặc chuyển một lượng lớn Bitcoin từ ví này sang ví khác tác động tiêu cực đến giá, dẫn đến thua lỗ cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Do đó, việc theo dõi cá voi Bitcoin trong thời gian thực cho phép các nhà giao dịch nhỏ thực hiện các giao dịch có lãi trong bối cảnh thị trường biến động, mặc dù tính chất toàn cầu và phi tập trung của Bitcoin. Việc theo dõi và giám sát cá voi chỉ đơn giản là truy cập dữ liệu giao dịch sẵn có từ các sàn giao dịch và dịch vụ tiền điện tử có bốn cách chính để theo dõi các hoạt động của cá voi bao gồm theo dõi địa chỉ cá voi đã biết sổ đặt hàng những thay đổi đột ngột về vốn hóa thị trường và giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử việc theo dõi những con cá voi đã biết sẽ mang lại một bước khởi đầu cho các nhà đầu tư nhỏ hơn khi khả năng bắt gặp một vụ buôn bán cá voi tăng lên đáng kể hơn nữa việc theo dõi những thay đổi của thị trường thông qua sổ đặt hàng và giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử cho thấy các giao dịch cá voi sắp tới có thể được tận dụng để thu lợi nhuận trong thời gian biến động, cộng đồng tiền điện tử cũng sử dụng các dịch vụ miễn phí để thông báo cho các nhà đầu tư về các giao dịch cá voi thành công, thường bao gồm thông tin về ví của người gửi và người nhận cũng như số tiền. Một trong những dịch vụ phổ biến nhất để tự động theo dõi các giao dịch cá voi là Whale Alert trên Twitter, dịch vụ này đưa ra các cảnh báo liên quan đến các giao dịch lớn như hình trên. Trong một bản cập nhật thị trường gần đây, đã tiết lộ rằng dữ liệu trên chuỗi cho thấy những người bán Bitcoin lớn nhất đã miễn cưỡng hành động ở mức giá hiện tại. Nhà phân tích câu Olivira của Blockton đã hỗ trợ phát hiện trên bằng cách làm nổi bật một trạng thái ngủ đông đang tiếp diễn giữa ví cá voi. Anh ấy nói, các chuyển động của tổ chức, hay thường được gọi là hoạt động của cá voi, có thể được theo dõi dựa trên khối lượng giao dịch được di chuyển trong một khoảng thời gian ngắn. Cả bằng Bitcoin và USD, hơn nữa, nhiều an coi tiếp tục bắt chước xu hướng giảm giá của Bitcoin khi cá voi chờ đợi một tình cảm xanh hơn trên thị trường tiền điện tử. Cảm ơn các bạn đã xem kênh. Hãy like, share và subscribe để xem những video mới nhất nhé.